Những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây: cấm phương tiện trên 5 tuyến phố phục vụ Trung thu phố cổ, Tết Trung thu tiết kiệm mùa Covid-19, nối lại chuyến bay thương mại từ Hàn Quốc về Việt Nam. Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã làm lễ giỗ tổ ngành sân khấu tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 9, tại kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, với số phiếu gần như tuyệt đối, các đại biểu có mặt đã tán thành bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn công tác cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội. Sự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. 100% đại biểu tham dự kỳ họp tán thành việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Với số phiếu gần như tuyệt đối, các đại biểu có mặt đã tán thành bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Chu Ngọc Anh, sinh năm 1965, quê quán xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết tâm, nguyện đem hết sức mình cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục bám sát để thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định ông Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản, đã trải qua một số vị trí công tác ở Trung ương và địa phương. Dù ở nhiệm vụ công tác nào, đều phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, đồng chí Chu Ngọc Anh cũng luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, không chùn bước trước thử thách, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng đã phân công. Vì vậy, tại kỳ họp này, đồng chí đã được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với số phiếu rất cao, gần như tuyệt đối. 95/96 đại biểu có mặt đã bầu đồng chí. Điều đó đã thể hiện niềm tin của Hội đồng Nhân dân đối với đồng chí. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bày tỏ tin tưởng ông Chu Ngọc Anh sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, xây dựng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cả hệ thống chính trị thành phố, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển thủ đô. Ngày 24 tháng 9, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27 tháng 9 năm 1940, 27 tháng 9 năm 2020. Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, đồng bào các dân tộc huyện Bắc Sơn luôn có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo. Khởi nghĩa Bắc Sơn tuy diễn ra trong phạm vi một địa phương, với thời gian không dài nhưng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Mở đầu tiếng súng phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương là sự khẳng định chuyển hướng đấu tranh đúng đắn của Đảng được định ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Phát huy tinh thần khởi nghĩa Bắc Sơn, trong công cuộc đổi mới, tỉnh Lạng Sơn đã và đang phát huy ý chí tự lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đại tướng Lương Cường đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm trùng tu tôn tạo di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn. Ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên làm việc sáng ngày 25 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe đoàn chủ tịch báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, thông qua danh sách giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20,
nhiệm kỳ 2020-2025. Do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 chuẩn bị, các đại biểu đã thảo luận tổ về phương án nhân sự, thực hiện quy trình ứng cử, đề cử. Đại biểu dự đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách giới thiệu 53 người để bầu 48 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20. Với hình thức bỏ phiếu kín, đại hội đã bầu 48 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Trong phiên đại hội chiều ngày 25 tháng 9, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 diễn ra vào chiều 25 tháng 9 sẽ tiến hành bầu Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, các Phó Bí thư tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 24 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nêu rõ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững, theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc cấm đường phân luồng giao thông phục vụ lễ hội Trung thu phố cổ năm 2020. Theo đó, các phương tiện sẽ không được đi vào 5 tuyến phố gồm hàng mã, hàng lược, hàng tươi, hàng chai, hàng khoai. Thời gian cấm đường phân luồng từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Khi thực hiện cấm đường, các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía đông sang phía tây và ngược lại theo các đường Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông, các phương tiện đi từ phía bắc sang phía nam và ngược lại theo các đường Lý Nam Đế, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, các phương tiện xe máy điện, xe đạp điện của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra vào và có vé tích kê của Ban Quản lý Lễ hội để quản lý đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông khu vực. Tết Trung Thu là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm lòng tri ân đến bạn bè, đối tác, người thân bằng những món quà ý nghĩa, bằng những chiếc bánh ấm áp yêu thương. Nhưng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, mùa Trung Thu năm nay, người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn và mua sắm tiết kiệm gọn nhẹ hơn so với mọi năm. Nếu như mọi năm, chị Vũ Thị Ngọc Ánh mua bánh Trung Thu tặng cho rất nhiều người thân, bạn bè, đối tác dịp này. Nhưng năm nay, với nhiều khó khăn, thắt chặt chi tiêu, nên chị đã gói gọn phần quà đến phạm vi có thể. Thắt chặt cái phần chi, phần quà biếu cho tất cả mọi khách hàng của mình. Khách hàng nào có chiến lược và quan trọng thì mình sẽ có thôi. Còn những cái khách hàng nào mà ấy thì mình sẽ cắt
cắt giảm bớt. Cũng giống chị Ánh, anh Dương Bảo Khánh mọi năm chọn cho con trai mình món quà đắt tiền và chọn địa điểm vui chơi trung thu tốt nhất cho con. Nhưng năm nay, anh cũng thắt chặt hơn phần quà dành cho con. Ai là khó khăn hơn, năm nay cũng phải thắt chặt chi tiêu bớt cho nên là cũng chỉ dám mua cái nhỏ nhỏ xíu xíu hơn cho các cháu thôi và cũng có thể là bớt đưa các cháu đi chơi hơn. Do hành vi tiêu dùng mùa trung thu năm nay khá đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh nên tốc độ kinh doanh các mặt hàng này mùa trung thu cũng chậm hơn so với mọi năm. Theo các chủ cửa hàng, mùa trung thu năm nay, mặt hàng quà tặng dành cho trẻ nhỏ mùa trung thu giảm đi từ 70 đến 80%. Trong thực tế, trong nhìn cháu biết đấy, rất là vắng, trung thu đến gần mà chẳng có khách khứa gì cả. Nói chung nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mặc dù là hàng tốt, chất lượng cao, giá thì coi như tuyệt vời luôn, nhưng mà không có khách. Tương tự thị trường đèn lồng cũng khá trầm lắng. Phố hàng mã rực rỡ sắc màu, nhưng người đi xem là chính. Mặt hàng bánh trung thu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhu cầu người dân tiêu dùng mùa trung thu thay đổi, doanh số bán ra cũng thấp hơn nhiều so với mọi năm. Nếu những mùa trung thu trước, dễ dàng nhận thấy các quầy bánh của hàng chục thương hiệu trong nước mọc lên khắp các trung tâm thương mại, siêu thị, đường phố, góc ngã tư tại Hà Nội. Nhưng năm nay không bày bán rầm rộ. Cũng có chiết khấu và tặng, có quà tặng cho khách nhưng mà cũng không được đông cho lắm ạ. Lượng khách giảm đi rất nhiều ạ. Cũng không có người đi qua lại nhiều ạ. Nên là lượng bánh bọn em bán ra thì cũng rất là ít ạ. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn và thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng thành thị đang có xu hướng mua sắm gọn nhẹ và tiết kiệm trong mùa trung thu này. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành dự thảo quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm lấy ý kiến của công dân. Đáng chú ý trong dự thảo quy định, đối với các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng. Có thái độ ứng xử văn hóa, trang phục lịch sự, không có hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Không đi để các phương tiện giao thông đường bộ trên vỉa hè, lòng đường và các vị trí công cộng khác trong không gian đi bộ. Ngoài ra không dắt thả vật nuôi gia súc gia cầm. Hà Nội cũng lưu ý không tổ chức biểu tình, tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật, tuyên truyền các nội dung trái pháp luật, tổ chức các hoạt động gây mất trật tự công cộng. Tại Hà Nội vào sáng ngày 25 tháng 9, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã làm lễ dỗ tổ ngành sân khấu tại Nhà hát lớn Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn của khu vực miền Bắc. Đây là năm thứ 11 Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức lễ dỗ tổ nghề và kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam. Buổi lễ cũng là dịp để các nghệ sĩ nhìn lại một năm hoạt động, đánh giá những thành tích đã đạt được và cổ vũ giới nghệ sĩ sân khấu đoàn kết, sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao. Năm 2020, do dịch Covid-19, nghệ thuật sân khấu bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đêm diễn đã phải hủy bỏ vì giãn cách xã hội, đời sống giới nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn. Song các nghệ sĩ vẫn lạc quan, bám trụ với nghề và cho rằng đây cũng là cơ hội để sân khấu nỗ lực chuyển mình, tăng cường nâng cao chất lượng nghệ thuật, góp phần đưa văn hóa nghệ thuật đất nước phát triển lên tầm cao mới. Nằm dưới chân núi Côn Sơn, cách khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương chỉ hơn 1 km, cánh đồng sễ mênh mông đang vào mùa thu hoạch. Những cành sễ xanh mượt, dập dìu trong gió, một màu xanh mướt hút mắt, lốm đốm nụ hoa trắng li ti cùng mùi hương ngai ngái tạo nên vẻ đẹp độc đáo nơi di tích quốc gia đặc biệt, thu hút nhiều du khách tới thưởng ngoạn và lưu giữ những tấm hình kỷ niệm. Cây dễ còn có tên là cây thanh hào. Người dân gọi về cái tên dân dã cây dễ vì sau khi thu hoạch về, cây dễ sẽ được phơi khô, được dùng làm chổi dễ mà người dân hay dùng quét ruộng thóc. Cây dễ còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Tương truyền, tư đồ Trần Nguyên Đán lui về ở ẩn trồng thông trên núi Côn Sơn, còn vợ ông thì kiên trì cây dễ dưới chân núi. Và giờ, thông và dễ là hai thứ cây quen thuộc, thứ cây điển hình của vùng đất Chí Linh, địa linh nhân kiệt, với câu nói cửa miệng, ông trồng thông, bà cây dễ. Cây dễ cao chừng 0,5 đến 1 mét, là cây nhỏ như cây kim, dài chưa đến 1 cm. Hoa dễ màu trắng mọc ra từ kẽ lá. Cây dễ có mùi ngai ngái đặc trưng, thơm nhẹ, thoang thoảng. Bọn mình thì thường cứ vào cuối tuần, các ngày nghỉ, ngày lễ thì thường là rủ nhau bạn bè đến đây chụp ảnh làm kỷ niệm
thưởng thức cái không khí mát mẻ trong lành ở cái khu vực này. Những cánh đồng dễ nên thơ, bình dị và mộc mạc bên dưới những tán thông xanh mát nên khá hút khách tới chụp ảnh. Có những khách thập phương từ xa lặn lội tới chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị nơi đây. Rất nhiều đôi chụp ảnh cưới cũng lựa chọn cánh đồng thơ mộng này làm nơi lưu giữ dấu ấn hạnh phúc. Ngày 25 tháng 9, cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 80 công dân Việt Nam từ Mỹ về. Trong số 80 công dân về nước đợt này, có 34 nam và 46 nữ thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình từ ngày 11 tháng 9. Hiện tại, các công dân đều có sức khỏe tốt, tinh thần phấn khởi vui vẻ. Cũng tại buổi trao chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình khuyến cáo công dân hết thời gian cách ly tập trung này cần tiếp tục thực hiện cách ly tại địa phương trong 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe theo quy định. Chuyến bay mang số hiệu VN417 đưa hơn 100 hành khách từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc tới sân bay quốc tế Nội Bài, Việt Nam đã cất cánh lúc 10 giờ 5 phút theo giờ Seoul sáng 25 tháng 9. Đây là chuyến bay thương mại thường lệ về Việt Nam đầu tiên kể từ khi ngành hàng không Việt Nam ngừng khai thác các đường bay quốc tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Airbus A350. Công tác tổ chức cho chuyến bay được Vietnam Airlines cùng các cơ quan chức năng phối hợp chuẩn bị chặt chẽ trong nhiều ngày qua. Để thực hiện chuyến bay, hành khách cần đáp ứng các điều kiện như có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp real-time PCR trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành, xác nhận về địa điểm cách ly tại Việt Nam, cài đặt ứng dụng theo dõi tiếp xúc, khai báo y tế. Toàn bộ thành viên phi hành đoàn sau khi trở về Việt Nam sẽ được kiểm tra sức khỏe và cách ly theo quy định. Máy bay sẽ được phun khử khuẩn toàn bộ khoang hành khách, buồng lái bằng hóa chất theo tiêu chuẩn quốc tế. Em cảm thấy là rất là hợp lý bởi vì chuyến bay này giúp cho những người xa quê ở đất nước Hàn Quốc này được quay lại trở về với đất nước Việt Nam và được thăm lại gia đình và được có cơ hội chữa bệnh hoặc là được bảo vệ một cách tốt hơn. Trước đó, Vietnam Airlines đã thực hiện an toàn chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đầu tiên, hành trình từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản. Ngoài đường bay Nhật Bản và Hàn Quốc, Vietnam Airlines dự kiến khôi phục các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Lào, Campuchia trong thời gian tới. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thời gian qua nhiều hội viên nông dân trong tỉnh Hưng Yên đã tích cực hiến công hiến của, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, tuy nhiên vào năm 2015, khi xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên có chủ trương vận động nhân dân thôn Đoàn Thượng hiến đất làm đường, gia đình bà Phạm Thị Cách đã hưởng ứng đi đầu. Đây là gia đình có diện tích đất thổ cư hiến nhiều nhất thôn với tổng diện tích trên 120m². Gia đình đã tự nguyện phá dỡ tường rào, công trình phụ cùng nhiều cây ăn quả. Tổng giá trị tính theo thời điểm đó là trên 300 triệu đồng. Tuyến đường liên thôn có bề mặt chỉ hơn 2m trước đây, giờ đã được mở rộng lên tới 5m. Riêng tôi coi là không nghĩ gì đến thiệt thòi, đến bản thân và gia đình. Cháu nó đi về rồi xe máy rồi ô tô, đường xá nó rộng rãi thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Tại xã Song Mai, huyện Kim Động, có ông Phạm Ngọc Quân sử dụng tiền tích cóp để dưỡng già và vận động con cháu ủng hộ cho phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong đó có việc nâng cấp, cải tạo những tuyến đường giao thông. Ủng hộ 50 triệu đồng, tuy không phải là lớn so với nhiều gia đình khác, song với gia đình ông Quân, đó là cả tấm lòng, là tài sản ông gom góp được ủng hộ cho các phong trào địa phương phát động. Dư dật thì không có đâu, thế nhưng phải cố gắng đấy. Thậm chí tôi nói thật, có những cái lúc mà phải đi vay để mang vào, coi như vậy để đưa vào ủng hộ đấy. Nhưng mà vay trước thì mình phải trả sau. Thứ hai là tôi huy động các con thôi. Nói chung là tất cả các cái hạng mục công trình của địa phương ấy thì nhiều ít thì tôi cũng đều tham gia. Sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua, nông dân Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp trên 180 tỷ đồng, hiến trên 19.000 m² đất, hơn 17.000 ngày công lao động, tham gia làm mới trên 380 km đường giao thông. Nhiều gia đình hội viên nông dân trong tỉnh sẵn sàng hiến cả những diện tích đất có giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng như gia đình ông Viến, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, gia đình ông Hoàng Văn Vịnh, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Nhờ những cá nhân, gia đình điển hình như vậy mà phong trào
hiến công, hiến của để mở rộng các tuyến đường giao thông trong tỉnh, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã